các bạn đến tin nhanh 24/7. Cập nhật giá xe ga Honda SH 2021 mới nhất trong tháng 4 năm 2021 trên cao kỷ lục hơn 20 triệu đồng tại đại lý. Với mức trên cao đồng loạt, các phiên bản trên lên tới gần 20 triệu đồng. Giá xe Honda SH 2021 đang chạm ngưỡng lập kỷ lục kể từ đầu năm 2021 đến tận hôm nay. Về mặt giá tay ga của Honda SH đang được bán ra mức giá trên cao kỷ lục kể từ đầu năm 2021 đến tận hôm nay. Các phiên bản đều có mức giá thực tế cao hơn rất nhiều so với mức giá niêm yết. Tất nhiên mức giá trên tùy theo từng bản và từng cô bán xe. Khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, hầu hết các phiên bản Honda SH thì có mức giá cao hơn so với mức giá niêm yết từ 8 đến 9 triệu rưỡi. Riêng phiên bản SH 1/10 cái bản IMS, mức giá trên từ 12 đến 12 triệu 500 ngàn đồng. Trong khi đó, các khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, giá của Honda SH đang chạm ngưỡng kỷ lục. Các phiên bản ngoại lý đều được thét mức giá cao hơn mức giá đề xuất từ 11 đến 15 triệu đồng. Cá biệt có phiên bản SH 1/10 cái bản IMS, mức giá trên cao nhất lên tới gần 20 triệu đồng, một mức giá chưa từng có kể từ Tết Nguyên Đán năm 2021 đến tận hôm nay. Hiện ở thị trường Việt Nam thì Honda SH vẫn là một cái dòng xe ga được nhiều người Việt có điều kiện kinh tế ưa chuộng. Cái dòng xe này ăn điểm nhờ thiết kế đậm các dòng xe ga của châu Âu, khi được sự đẳng cấp, sự năng lực kinh tế thời thượng. Hệ Honda SH 2021 còn được trang bị động cơ ESP cộng, giúp tối ưu cái phần hiệu suất hoạt động và cảm giác vận hành tự tin hơn. Trên xe còn có phanh ABS, hệ thống ngắt động cơ tạm thời ED stop, ổ sạc USB, đi cùng ổ khóa slot cày và nhiều tiện ích khác nữa. Để giúp các bạn xem clip có nhiều thông tin tham khảo khi mua sắm, chúng tôi sẽ cập nhật ngay giá Honda SH 2021 mới nhất trong tháng 4 năm 2021 như sau. Giá Honda SH 125 cái bản CBS mức giá đề xuất là 71 triệu đồng. Giá bán lý khu vực Hà Nội cho động từ 79 đến 80 triệu đồng. Còn khu vực thành phố Hồ Chí Minh cho động từ 83 triệu 500 đồng đến 84 triệu đồng. Honda SH 125 cái bản IMS mức giá bán đề xuất là 79 triệu đồng. Giá đại lý khu vực Hà Nội cho động từ 88 đến 89 triệu đồng. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh cho động từ 90 đến 91 triệu đồng. Honda SH 150 cái bản CBS mức giá bán đề xuất là 88 triệu đồng. Giá bán đại lý khu vực Hà Nội dao động từ 96 đến 96 triệu 500 ngàn đồng. Còn khu vực thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 102 cho đến 104 triệu đồng. Honda SH 150 cái bản IBS mức giá bán đề xuất là 96 triệu đồng. Giá bán đại lý khu vực Hà Nội dao động từ 108 đến 108 triệu 500 ngàn đồng. Còn khu vực thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 115 đến 117 triệu đồng chiếc. Lưu ý giá xe thực tế còn tùy thuộc vào từng lý và từng bán xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để chia sẻ nhấn like và subscribe.